Rồi, chào các bạn nha. Mấy bữa nay có rất là nhiều bạn kêu mình là làm video về chọn dế đá các bạn, với lại cách mà chăm dế các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn cách mà chọn dế để chăm dế các bạn. Thì mỗi người nó có một cái cách riêng của mọi người nha các bạn. Thì mình làm theo cái cách của mình đó, thì các bạn coi thấy ok thì các bạn làm theo mình. Tại cái cách của mình đó, thì mình cũng có mấy bạn ở bên hội giới Việt đó, với lại bản lĩnh giới Việt á, thì có mấy bạn chỉ cho mình biết đó, với lại cái kinh nghiệm của mình gộp lại, thì bữa nay mình sẽ làm cho các bạn coi ha. Đây mấy con dế mà qua mình bắt được các bạn. Đây là mấy con dế mà tối hôm qua mình có đi bắt được các bạn. Để hôm nay mình quay video chọn dế với lại cách chăm dế cho các bạn coi nha. Đó, thì mỗi người nó có một cái cách chăm riêng của mình với chọn dế của mình khác nhau nha. Chứ còn mình đây là cái kinh nghiệm của mình với lại của mấy cái bạn bên hội dế á, chỉ cho mình. Thì mình chỉ là cho các bạn, thì các bạn nếu các bạn thấy hay thì các bạn áp dụng làm theo ha. Rồi thì mấy con dế mình sau khi mình bắt về á, rồi mấy con dế mình bắt về các bạn, thì cái cách của mình đó là mình chọn dế là mình thấy trong cái đám dế này nè, thì cái con nào mà nó dím con kia cắn á, con nào đầu gấu á các bạn, con là nó hay dí với con kia nó đá, thì mình sẽ chọn con đó nha, là chọn đó trước rồi mình để mình chăm ha. Đây là nó trong đám này mà con nào mà hung dữ nhất á, thì các bạn chọn trước con đó đi nha. Thì cái cách chọn dế của mình là như vậy, hoặc là các bạn chọn hai con nó bằng nhau á các bạn, hai con đồng trạng với nhau á, thì các bạn cho nó đá với nhau, nó đá với nhau, mà con nào mà hai con nó đá với nhau mà khoảng chừng từ 20 giây tới trên 30 giây các bạn, thì ok các bạn hãy chọn mấy con đó bạn chăm nha. Thì nãy giờ mình thấy cái cây có cái con này là đó còn dưới lửa này nè, là nó sẽ nó hung nhất, nó dí mấy con kia rất là nhiều, thì mình sẽ chọn trước con này nha. Rồi nó chạy rồi, nó đâu rồi? Đây, này nó đây. Dế nhiều quá mình cũng chả biết nó gió nó chạy qua đây. Đó. Đây là cái con này nè, nãy giờ mình thấy nó hung nhất các bạn. Nó dí mấy con kia nó cắn đấy các bạn. Thì mình sẽ chọn con giống như vậy nè. Đó, râu nó dài nè, là dế nó khỏe nha các bạn. Đầu cũng to nè. Thì mình sẽ chọn con này nha. Đó. Mình nhốt riêng mình chăm nó ha. Còn cách thứ hai á, là các bạn chọn hai con nó bằng nhau, đồng dạng nhau á, bạn đá với nhau nha, rồi coi con nào hai con nó đá với nhau mà trên từ 20 giây trở lên á, thì các bạn lấy mấy cái con đó, thua cũng được thì các bạn lấy mấy con đó đó, thì các bạn chăm nó. Mình qua mình bắt về mình không có thời gian mình nhốt riêng á, thì sáng mình đi làm rồi mình nhốt chung như vậy thì không có nhốt riêng từng con được, nên nếu nhốt riêng từng con thì các bạn chọn hai con đồng trạng các bạn đá với nhau, thì chọn xong rồi cho nó đá với nhau, thì con nào mà đá lâu á, trên 20 giây 30 giây thì mình sẽ chọn mấy con đó mình dưỡng nha các bạn. Còn tại hôm qua mình đi làm về mình không có bắt nhốt riêng được, mình nhốt chung vậy. Rồi giờ để mình làm chỗ nuôi dế với lại cho cách cho dế ăn cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái chỗ để mình dưỡng dế đó, mình nuôi dế các bạn. Thì mỗi người có một cách riêng nha, với nhau nha các bạn. Mỗi người có một cách riêng để dưỡng dế nuôi dế khác nhau nha, không ai mà giống nhau nha.
Còn thì cái kinh nghiệm của mình thì mình chỉ với các bạn nha. Còn của người kia, mọi người, cách của mọi người như thế nào thì các bạn thấy hay thì các bạn thì làm theo ha. Nếu các bạn thấy cái cách của mình làm hay á, thì các bạn ấy theo. Với lại mình cũng mới học được của mấy bạn bên hội dế các bạn, thì các bạn chỉ với mình cách của mình chơi dế thì nay cũng hơn 20 năm rồi. Nhiều khi cách của mình nó khác với cái cách của mấy bạn bây giờ. Ở đây mình lấy cát nha các bạn. Cái nếu các bạn có đất thì càng tốt nha. Đất thì nó dế nó khỏe hơn cát nha các bạn. Với lại cái chân nó bám vô đất đó, nó đá nó rất hay hơn cát nha. Tại đây nay mình mới đi làm về, mình không có thời gian mình đi tìm đất á. Thì các bạn, nếu các bạn tìm được có đất á, thì các bạn trộn với ít cái đất dẻo dẻo á, trộn với ít cát với lại ít cỏ khô các bạn làm thì nó ok hơn nha. Đó, các bạn làm có chỗ một chỗ cao vậy nè, rồi chỗ thấp vậy nè ha. Rồi các bạn hãy làm cái hang. Đó, các bạn làm như vậy nè, nó giống như có một cái vách vậy. Rồi các bạn làm cái hang, nhất định phải có hang nha các bạn. Tại dế nó là côn trùng mà nó có cái bản năng mà bảo vệ hang của nó đó. Thì các bạn làm hang thì nó sẽ chui vô hang rồi nó sẽ bảo vệ lãnh thổ, nó có con khác tới thì nó đá, nó sẽ bảo vệ cái hang của nó nha các bạn. Nó đá rất là hay nha. Đó, cái hang. Hộp trước của mình cũng có hướng dẫn các bạn làm cái chỗ, cái chuồng nuôi dế đó. Thì cái cách của mình nó là nó theo của mình chơi dế thì cái này cũng lâu rồi, thì 20 mấy năm rồi. Thì mình cũng mới học được của mấy bạn họ dế, thì cái cách của mình học được thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm chuồng của cách chơi dế mới giờ. Thì mình làm như vậy á, đó chỗ này chỗ cao nè, còn đây thấp xuống nè, nó giống như cái dốc vậy các bạn. Thì mình làm cái hang vậy nè, đó thì mình sẽ thả dế vô. Nó nhất định phải có cái hang với nha, dế nó con nào mà chịu vô hang á thì ban đêm nó ra trước cửa hang nó gáy á, thì nó như vậy nó dế nó rất là dữ nha. Nói giờ thì mình bỏ con dế vô vậy á, mình dưỡng nó đó. Mình cứ bỏ vô đi thì từ nó thấy hang thì nó sẽ chui vô. Còn thức ăn á thì các bạn cho nó ăn bắp này các bạn. Cứ khoảng 4-5 giờ chiều các bạn cho nó ăn 1/3 hạt bắp thôi, 1/3 của hạt bắp thôi nha. Đó, các bạn bỏ vô 1/3 hạt bắp thôi. Đó, này mình bỏ vô một hạt cho các bạn coi nha. Các bạn nhớ bỏ 1/3 hạt bắp thôi nha. Đó. Rồi nếu các bạn có cho nó ăn xen kẽ cũng được nha. Cám á, cám cho chim á các bạn. Cám cho chim ăn á thì các bạn bỏ ít thôi, cám nhuyễn thôi, bỏ chút xíu thôi. Chút xíu vô chỗ cửa hàng đó thôi cho nó ăn. À, nó ăn xen kẽ với bắp với lại cám nha các bạn. Nhưng mà khoảng 4-5 giờ chiều các bạn hãy cho nó ăn bắp nha. Nhưng mà 1/3 hạt bắp thôi nha. Xong rồi á, tối á các bạn. Đó, chiều tối á, tối lên các bạn bỏ một ít cỏ vậy nè vô cho nó ăn. Cỏ thì giúp cho nó dễ tiêu hóa đó các bạn. Nhưng mà nhất định phải có cỏ nha các bạn. Cỏ để cho dế nó ăn nha. Đó, thì các bạn cho nó ăn như vậy thì dế nó khỏe và nó sẽ đá dữ nha các bạn. Đó, vậy là mình đã chỉ cho các bạn cách chăm dế, cho dế ăn nha các bạn. Đó, các bạn cho nó ăn bắp vậy nè, thấy không? Thì mình nhốt vậy thì nó sẽ thấy cái hang thì nó chui vô hang thôi. Đó, mấy cái hang mình làm vậy nè thì nó sẽ vô hang và nó bảo vệ cái hang của nó. Khi có con khác vô thì nó sẽ sợ chiếm hang của nó thì nó sẽ đá thôi các bạn. Đó, thì nhất định phải có cỏ nha các bạn phải cho nó ăn cỏ nha để nó dễ tiêu hóa nha. Rồi vậy là bữa nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chọn dế và chăm dế và cho thức ăn cho dế nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Và mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm tiếp những video tiếp theo nha các bạn.
Tạm biệt các bạn nha.